coi sắc lên sắc tối kìa. Để coi đây ơi, mày sắp tối rồi. Hello, yeah, chơi gì vậy? Giờ nhìn trước hả? Hello, xin chào tất cả các bạn. Đã quay trở lại với channel của Up Chinny. Thì bên cạnh mình là chuối đây. Đúng rồi, bên cạnh mình là chuối. Thì mình chưa đổi skin lại nên mình vẫn đang xài skin của ông già Noel. Thì sang năm mới thì mình sẽ đổi skin lại cho các bạn nha. Hey, các bạn đã chuẩn bị cho cuộc chiến của ngày hôm nay, cuộc chiến mạnh nhất trong lịch sử Minecraft. Trận chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử Minecraft của hai kẻ khổng lồ. Đúng rồi, nhưng mà không phải, mình đâu yên tâm. Yeah, thì ở trong rương chúng ta đang có nếu mà bỏ qua hai cây kiếm to chà bá đi thì chúng ta đang có một cái quả trứng spawn zombie titan, có nghĩa là một con zombie cực kỳ bự, và spawn zombie skeleton. Skeleton titan là con skeleton cực kỳ bự luôn. Đúng rồi. Ok thì có coi phim Titan chưa? Chưa em chưa. Anh chú ý cầm cái con này nha. Khoan đã đặt. Thế hồi em nói đặt. Cầm đi, cầm lên. Chạy lại hốt lên. Rồi ok. Thì ok, trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, nhấn share video và nhấn vào cái nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của mình và anh chú ý nha. Ok các bạn có 7 giây. 7 6 5 4 3 2 1. Okay. Ta cũng bắt đầu video này hôm nay. Anh thắc mắc tại sao mày cái trứng nó có thể cầm cái cung đây. Đúng thú vị luôn. Mà ném xuống mà giống như mình đặt nó xuống thôi, nhìn ghê quá. Ok, em nghĩ anh chú nên đặt cái quả trứng xuống trước. Rồi anh chú lượm lại cái quả trứng rồi anh chú đặt xuống đi. Đặt xuống hả? Đặt xuống là bay lên nha, bật xuống bay lên. Mà anh chưa lượm cây kiếm. Ok, để lượm cây kiếm. Vậy thôi anh, em không biết là đặt ở đó được không nữa. Đặt ở đó vậy? Tại đặt ở đó không thấy rõ cái con đó được không? Anh mà thấy rõ con đó là anh sẽ thấy cái tay nó nhúc nhích xong nó đứng dần dần lên, ghê lắm anh. Trời ơi, nó có cái hố của vũ trụ gì kìa. Có tiếng. Đó kìa, okay, kìa. Nó đang đứng lên kìa trên ơi. Ghê lắm. Nó rê vãi. Con này đúng ghê luôn á anh. Tí rồi. Này. Còn nó xuất hiện từ cái hố đen của vũ trụ kìa. Rồi, sét đánh tè le rồi. Con này là cái con nó gây ra kiểu sét đánh. Trời, nó nhảy hip hop kìa. Nó tàn phá cái đấu trường kìa trên đây ơi. Rồi nó bắt đầu nhảy hip hop rồi, bây giờ đến em bây giờ đến. Dí theo nó. Bây giờ đến em spawn. Wow. Holy shit. Oh my god. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Thảm họa đến rồi. Một cái con. Đến em đây. Đến em. Trời ơi. Đây. Pop. Lại đấy. Ủa, đâu rồi? Kìa, có zombie của em nè, Ôi, zombie kìa. Đây là sẽ là một cái trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sử các bạn ơi. Ê, của em là zombie villager luôn á. Em coi kìa, nó bắn cung mà nó bắn ra hả, hàng ngàn cây cung luôn. Wow. Trời ơi. Wow, zombie villager titan. Mày, hai con này, lúc mà hai con này quýnh nhau là nó quýnh nhanh lắm luôn á. Trên đây ơi, anh nghĩ là hai tụi mình nên đứng xa xa cả anh tí để đợi chính sát thương hơn. Wow, ấy da, hai tụi mình đang game bắt một luôn á. Nó quýnh nhau anh chú ơi. Trời, hai thằng nó hip hop nhau kìa. Wow, lắc quá. Tất cả cái lốc nó bay lên hết rồi, em đứng ra xa anh tí đỡ lắc hơn á. Wow. Em xài chế độ zoom tới á, đứng ra xa zoom tới á. Ôi trời, quýnh quá trời luôn chứ. Trời. Nó đẩy văng màn hình luôn. Ở màn hình anh bị lắc luôn. Bây giờ theo các bạn ai thắng, zombie hay là skeleton, hãy nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Em nghĩ là con zombie của em là thắng. Coi nó đá kìa. Anh là team skeleton rồi đó. Anh đây là team zombie. Đúng rồi. Nhớ để lại bình luận bên dưới nha các bạn. Ai thắng? Trời ơi, em không hiểu sao con skeleton nó có cung mà nó cứ đá hoài à. Anh đang cũng thắc mắc đây, nó dùng bụng của nó đá vô trứng cút của zombie. Con zombie quay spawn nè, con zombie chưa. Zombie đá vô trứng cút của skeleton, hai con đá qua đá lại. Thiết đột công của skeleton quá dữ. Đúng, nó có chơi đá mà đá hiếm hóp ở phía dưới luôn á trên này. Chết rồi, zombie bị mất máu quá nhiều. Ôi rồi, hai con nó bùng nổ lên luôn rồi. Nó đổi màu, nó giống như Super Saiyan chứ.
Ồ, hai thằng đang gồng siêu sư gia các bạn ơi, các bạn ơi. Các bạn ai là người chiến thắng? Sắp rồi. Quá dữ luôn. Ôi, sắp lên, sắp tháng tối kìa. Ê, con này ơi. Rồi, hai tháng bay lên trời luôn kìa. Wow. Trên này biết gì không? Hai con bay lên trời nó summon thêm nhiều cái con quái vật minion con luôn á. Nhiều con zombie con ra kìa. Cái của em đúng lắc luôn. Oh my god. Ok, em đứng nó xa xa. Thêm nhiều. Ôi, nó con nhỏ lại rồi con luôn. Nó teo lại rồi. Chết cha. Hai con chết rồi. Skeleton của mình chết rồi. Hai con chết luôn. Ê, là sao? Ủa, mà sao hai... Mấy zombie con xuất hiện bự chà bá luôn rồi trên đây. Kìa. Ê, mấy con skeleton cũng xuất hiện nè. Kiểu đâu, con đâu, đâu. Con của anh chết là xuất hiện ra một đống skeleton con, rồi con của em chết là xuất hiện ra đống zombie con. Ok. Ê, ok, để mình coi chết rồi, nguyên đám zombie nó nè. Chú con kìa hả? Nó to lên lại nè. Đâu? Hai con. Nè ở giữa nè. Anh thấy nó đang to lên lại ba. What? Đúng là trận chiến vĩ đại nhất lịch sử. Sao? Ủa, cái này em không biết đâu, em cứ nghĩ đến đó là hết rồi nhưng mà không đâu. Hai con nó sẽ hồi sinh và nó sẽ quốc tiếp. Ôi các bạn. Ấy máu nó tăng lên dần dần rồi trên đây, coi thanh máu à. Nó hồi sinh lại nữa đâu, trời ơi nó còn quýnh thêm nữa. Trời mẹ ơi. Em nghĩ cái chiến trường này nó sẽ không được kiểu thành cái này. Nó nói là chưa đủ đâu. Tao quýnh tiếp. Tao muốn quýnh tiếp. Ôi gì, ủa, đầy máu rồi mà ta. Rồi, ok, hai đứa đang nhìn nhau, hai đứa đang ôm nhau, nhìn nhau. Nó yêu nhau mấy bạn ơi. Ôi. Hai đứa trao nhau những cục đờm béo ngại. Ồ, ghê quá. Ôi, quýnh nhau, ôi trời. Vô. Cãi nhau rồi. Quá dữ luôn. Ây da, trời ơi. Ây da, ơ. Quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Xét đánh tè le hồng me nữa rồi, lại tè le rồi. Trời. Trời, quá dữ luôn. Wow. Đưa. Em chưa giờ em có trận chiến nào mình mệt mỏi như trận chiến này. Ôi, lúc mệt mỏi lắm. Anh đang nó mới sau khi hai con đánh xong rồi nó có đánh tiếp đâu. Đây là lần thứ hai. Ok, đây sau thứ hai. Sau trận hồi sinh đầu tiên thì hồi nãy không biết ai thắng ta. Cái đó thì em không biết nhưng mà tại vì thấy hai con chết cùng nhau. Còn cái này nếu mà trận này thì hòa nữa thì thôi kinh tinh kết thúc trận đấu luôn. Hai con hòa nữa tới anh cầm cái cây kiếm bự chà bá bay vô quốc hai con. Vậy cũng được. Hợp lý á. Tại cái con bán này nãy em có thử là hình như là chém không chết nó. Really man. Em không biết giờ đâu này. Coi thêm giờ kỳ kỳ giờ đấu. Trời ơi, hai đứa nhảy top với nhau. Battle freestyle với nhau rồi. Ok, đã 1/3 cây máu rồi. Để các bạn ơi, các bạn nghĩ là ai sẽ là người chiến thắng? Tại anh thấy mà. Ô, chết rồi, skeleton mất máu rồi. Gồng lên siêu cấp rồi. Ô, skeleton siêu cấp nhanh hơn. Ồ, vậy là skeleton có nguy cơ sẽ thua chứ. Ồ, anh nghĩ là skeleton của anh sắp xác định rồi. Các bạn hãy nhớ để lại bình luận bên dưới và nhấn like thêm nhiều để ủng hộ cho skeleton của dạo chuối. Ôi, em nghĩ sắp đến hồi kết rồi. Oh my god, sắp đến hồi kết rồi các bạn ơi. Yes, chết rồi. Yes, bể chiếc cốc rồi, skeleton. Oh my god, cái đầu nó xuất ra rồi kìa. Ôi, nó ngòm xuống dưới rồi. Ủa đâu nó xuất ra vậy là vậy là đây là chết thiệt. Thôi rồi, skeleton thua rồi. Wow, các bạn ơi, vậy là con zombie của Jenny đã chiến thắng. Trong trận này Jenny đã chiến thắng. Ok. Anh cảm thấy là nó không có hồi sinh nữa, Jenny ơi. Lần này nó nổ kìa, chú ơi, nó nổ kìa. Ồ, cái xác của skeleton của mình đã nổ rồi các bạn ơi. No. Okay. Các bạn thì sau gần 10 phút chiến đấu thì chúng ta đã thấy được là skeleton của chuối đã nó teo top lại rồi. Đã chết và một đàn zombie đang tràn vô. Ôi cái gì vậy? Ôi cái gì đây? Ôi chú ơi. Cái gì mà anh game mode 1 cũng chết vậy? Ê cái gì mà game mode 1 cũng chết vậy trên đây? Em không biết nữa, nó hút em vô. Rồi đến game mode 1 nó không chết. Ok, anh bị mất rồi trên đây ơi. Anh hãy TP qua em để quay trở lại. Ôi ôi, zombie đang nhảy pop trên đây rồi, trời ơi. Wow, ấy nó hút lại. Ê, nó hút mình lại để nó lấy sức mạnh, nó chú nó to lên lại kìa. Ok, trận chiến này nó sẽ không bao giờ kết thúc luôn.
Nếu bạn thích video này thì quay trở lại trên channel của mình một like và share video nhé, để mình có thể làm được đó, để mình có thể có động lực để làm những video tiếp theo cùng với anh Chuối và mọi người trong team, kiểu tiếp theo có thể là gì, để là kiểu con slam khổng lồ chiến đấu với lại con Iron Golem khổng lồ chẳng hạn. Biết đâu được. Ok, ủa cái con zombie em chết mất rồi. Chết đi rồi các bạn. Ok, hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn kia đang to lên lại kìa. Bye bye.